Nhiều anh em hỏi bất động sản Hà Thị Phát tại sao lại chốt nhiều đến như vậy. Một trong những cái cách mà để anh em chốt nhiều, Thảo có một cái bí quyết như thế này. Đó là cơ bản nhất là anh em phải biết là định giá bất động sản ha. Đây, ví dụ như căn nhà này nằm tại ngã tư 4 xã quận Bình Tân. Đấy, với giá đất thị trường tại khu vực này biên độ dao động từ 70 triệu đến 90 triệu một mét vuông. Đấy, đường 6 mét như thế này. Căn nhà mình chỉ với giá là 50 triệu một mét vuông. Đấy, bằng cái giá đất tại quận 12. Thì nếu anh chị mình là khách hàng thì chị mình có gọi cho bất động sản Hảo Địa Phát để mua ngay căn này hay là không? Thì tại sao Hảo Địa Phát dám khẳng định rằng căn nhà này là ngon nhất trên tuyến đường Lê Văn Quế? Thì Hảo có một cái app để mà định giá nguồn nhà như thế này. Với kho hàng hơn 18.000 căn nhà tại Sài Gòn, từ 1 tỷ đến 100 tỷ, 5-700 tỷ đều có tất cả. Thật, phải có thật là nhiều nhà thì anh chị mình mới là định giá được. Ví dụ như anh chị mình đang có khách tài chính tầm 5 tỷ mà chỉ muốn là tìm nhà trên đường Lê Văn Quế thôi, thì Hảo sẽ vào đây, Hảo sẽ gõ là Lê Văn Quế. Rồi thì anh chị mình sẽ gõ tìm kiếm. Thì trên tuyến đường Lê Văn Quế này có đến 101 căn nhà. Khách tìm mua 5 tỷ thì mình chọn phân khúc từ 5 đến 6 tỷ. Đây có 11 căn. Sau đó thì mình đi khảo sát xem hết là 11 căn nhà này, hãy mình so sánh giá đất trên 1 mét vuông là bao nhiêu. Căn nào mà giá tốt phù hợp với nhu cầu khách hàng thì mình chào thôi, chào khách đi xem rồi chốt thôi. Thế ví dụ khách hàng mua nhà quận Tân Phú với tài chính từ 10 đến 20 tỷ thì mình phải làm sao? Đây, anh chị mình vô chọn phân khúc từ 10 đến 20 tỷ ở quận Tân Phú. Tiếp tục tìm kiếm. Đây, có đến là 445 căn nhà trong kho hàng 18.000 căn tại Sài Gòn được quản lý một cách rất bài bản.